Nhím chào các bạn, video này cùng Nhím khám phá về một loài chim rất phổ biến ở Việt Nam chúng ta nè. Nhưng Nhím tin chắc sẽ còn rất nhiều bạn chưa biết rõ về loại chim này. Vậy đừng vội lướt qua video này của Nhím nhé. Nhưng đầu tiên Nhím xin được cảm ơn ba bạn. Bạn Trang Thị, bạn Ngân Nguyễn, bạn Dương Minh Chiết đã bình luận và hay dành những lời cổ vũ động viên cho Nhím ở các video trước nha. Bạn nào muốn được Nhím nhắc tên ở mỗi video thì hãy bình luận ủng hộ Nhím nhé. Đó là lý do động lực để Nhím chăm chỉ viết lên những kịch bản thú vị dành tặng cho các bạn. Và bây giờ bắt đầu cùng Nhím nha. Chim bói cá là một nhóm các loài chim có kích thước nhỏ và màu sắc rực rỡ thuộc bộ xạ. Chúng phân bố rộng khắp các lục địa trên thế giới, với hầu hết các loài được tìm thấy ngoài châu Mỹ và đã được các anh bộ đội Cụ Hồ sau nhiều năm chiến đấu đã bắt mang về Việt Nam chúng ta. Nhóm được coi như là một đơn họ bói cá và số ít được tìm thấy trong các khu rừng. Thức ăn của chúng gồm cá, thường được bắt bằng cách lao đầu xuống mặt nước. Nhờ vào may mắn thì mỏ cắm đúng vào con cá đang bơi, đó là cách săn bắt mồi truyền thống của loài chim này. Những ngày không bắt được cá thì chúng cũng có thể ăn tạm những con côn trùng như thằn lằn, thạch sùng, dế mèn. Và đặc biệt chúng không thích ăn hoa quả trái cây như các dòng chim khác. Đúng là không biết hưởng thụ đây mà. Nhìn các chú chim non đâng được ăn rất ngon. Vào mùa sinh sản chúng có thể đẻ tới 10 quả trứng. Những thường chỉ nở được 4 đến 5 con. Bởi vì thân hình bố mẹ chúng không thể ôm hết được 10 quả. Con đực thì lười thối thấy không chịu ấm cùng. Đúng là phận phụ nữ thiệt thòi đủ đường. Miệng của những chú chim non rất rộng, hệ thống tiêu hóa rất tốt. Có thể nuốt những thứ to hơn cả cơ thể chúng và có thể được ví như những con rồng Komodo, nuốt hết những gì chim mẹ thả vào mồm. Vào những ngày chim con càng lớn thì năng lượng cần càng nhiều, vì vậy chim bố mẹ thay nhau đi săn mồi tìm kiếm bằng bất cứ thứ gì. Ngay cả con thằn lằn béo ngậy to hơn cả cơ thể chúng, có lúc không nuốt hết được con mồi. Với tâm tính tham ăn không chịu nhường phần cho các đàn anh của mình ở bên cạnh, chúng cứ ngậm như vậy, cho đến khi dạ dày chúng tiêu hóa hết một nửa đang nằm trong dạ dày, nửa còn lại sẽ được nhồi xuống cho đến khi chiều dài của con mồi kết thúc. Ăn thế này thì gọi chú mày là lợn đi chứ còn gì. Thật là vi diệu. Còn một điều rất là hay ở loài chim bói cá này là chúng ăn bao nhiêu nhưng lại không hề ị ra ngoài. Hệ thống tiêu hóa sẽ tuần hoàn, ngay cả phân của chúng cũng không có. Nghe đến đây thôi thì bao nhiêu anh e ước muốn được như vậy, ăn mà không cần ị. Trên đời này thật dễ dàng đi bao nhiêu không. Cứ thế chim bố và chim mẹ thay nhau bón từ thằng anh đến thằng em. Khi các chú bói cá lớn lên có thể tự lập và không cần dựa dẫm vào chim bố và chim mẹ. Sau khi đủ lông đủ cánh, các anh em của chúng sẽ chia nhau mỗi người một phương, không ai đi chung cùng nhau cả. Bởi vì nguồn thức ăn ngày càng khó khăn khan hiểm, nếu ở cùng nhau thì sẽ nảy sinh ra sự tranh chấp về thức ăn, nên chim bố đã dạy chúng phải cách xa nhau. Thật là thú vị phải không nào? Còn rất nhiều loại động vật đặc tính và cách sống mà các bạn muốn thiết thì hãy theo dõi kênh của Nhím nhé. Để tạo lên một video như vậy rất mất nhiều thời gian. Đầu tiên sẽ cần tìm kiếm các video trên mạng xã hội, thu gom và chọn lọc, cắt nấy những cảnh góc quay phù hợp. Nâu nhất nhà ngồi vừa xem video và viết kịch bản, sao cho ngôn từ khớp, phù hợp với video rất là nâu. Nhím mong các bạn đã xem đến đây. Hãy bấm cho Nhím một trái tim nhỏ nhé. Ở các video sau Nhím sẽ làm dài hơn và hay hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn, mãi là fan của Nhím nha. Sắp đến Tết rồi, hãy ủng hộ gia đình Nhím bằng cách bấm và xem hết thời lượng quảng cáo để Nhím có thêm chút tiền mua quần áo mới nhé.